Dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên được khởi công vào tháng 7 năm 2023 với tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng. Cây cầu có chiều dài 620 m với 6 nhịp dầm thép liên hợp. Đây cũng là công trình vượt đường sắt quy mô đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu: giảm áp lực giao thông cho nút giao đường Việt Bắc với đường Quang Trung và đường Hoàng Văn Thụ, một trong những vị trí có mật độ phương tiện đông đúc bậc nhất thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Đến thời điểm hiện tại, sau gần 4 tháng triển khai, khối lượng thi công của dự án đạt khoảng 50%. Theo nhà thầu, công ty cổ phần Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long đã có 4 trên 7 trụ cầu được hoàn thành. Những trụ cầu còn lại sẽ xong trong tháng 11 năm 2023. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 2 năm 2024.